nào cũng vậy, cứ vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 10, kiến ba khoang lại xuất hiện nhiều ở các khu trung cư cao tầng ở một số quận huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, khu vực huyện Nhà Bè là nơi xuất hiện kiến ba khoang nhiều nhất. Nhiều hộ dân cư trú tại khu hẻm 1078 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại khu vực này đã có một sinh viên 18 tuổi tên là Sơn phải đi bệnh viện điều trị vì bị kiến ba khoang cắn, gây bóng nước nhiều nơi trên cơ thể, làm nhiễm trùng ngứa. Ngoài ra rất nhiều hộ dân ở đây cũng đã bị kiến ba khoang tấn công trong nhiều ngày qua, nhất là trẻ nhỏ. Một vết cắn của kiến ba khoang để lại tổn thương lâu, da trẻ nhỏ thường nhạy cảm nên vết thương càng khó liền nhanh, mất nhiều thời gian điều trị mới có thể khỏi được. Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này, các năm ở một số khu vực ngoại thành, nhiều hộ dân đều bị kiến ba khoang tấn công tuy nhiên năm nay khu vực huyện nhà bè bị nhiều hơn cả trung tâm y tế dự phòng thành phố đã chỉ đạo y tế dự phòng huyện nhà bè đến khảo sát và có biện pháp xử lý tại các khu vực nói trên